Hello anh em nhé, thì hôm nay em lại giới thiệu đến anh em mẫu máy đại bàng trắng TF3 18.000W nhé. Đấy, hàng chính hãng của công ty nhá. Đấy, thì con này em đang trả hàng cho bác khách ở trong Phú Thiện, Gia Lai nhá. Đấy, bác tên là Điêu nhá. Thì mẫu này thì em giới thiệu đến các bác là toàn mẫu đánh thuyền tầm trung và loại ngon nhá. Riêng bên em là em giới thiệu chỉ có loại ngon em mới giới thiệu lên video nhá. Thì em không bán những cái mẫu mà gọi là lung tung để mất uy tín nhá. Đảm bảo cho anh em là mẫu đại bàng trắng này đánh cực kỳ ngon và đi thuyền tầm khoảng 3 mét nước quay lại nhá, đánh cá nổi cực kỳ đẹp, đánh tổng hợp rô phi cá trắng cực kỳ ngon nhá. Đấy, mẫu của nó là DC 12V 318.000W nhá. Đấy, 2023 này. Mẫu này sẽ xài 24 phét nhỏ nhá. Đấy. Cấu hình máy đây anh em nhá. Đấy, nó sẽ chạy tụ đầu ra là 450 470 UF này, chạy 3 tụ băm này, 2 SCR này. Đấy, 2 SCR lớn này. Đây, đây biến áp của nó nhá. Đây, biến áp E55 nhá. Đấy. 24 phét nhỏ. E55 hay E49 nhỉ? Mình chưa đo nên là mình cũng ưa bướm tầm đấy anh em ạ. Đấy. À, máy có hai quạt làm mát nhá, đánh thuyền nhỏ cực ngon. Riêng cái dòng này mà đánh cá trắng nổi cực kỳ đẹp nhá, cá trắng nhá, đánh rô phi anh em đánh được luôn. Tổng hợp luôn, đó nó chạy big 3 chế độ nhá, băm big 3 chế độ này. Đấy, và cuộn cảm của nó đây nhá anh em nhá. Mình giới thiệu đến anh em là hàng toàn bộ là hàng chất lượng nhá, mình test cho anh em nghe tiếng máy nhá. Và mình bán cũng được rất là nhiều máy này rồi và anh em phản hồi chất lượng rất là tốt nhá. Đấy. Đảm bảo cho anh em nếu mà bình 150 mà anh em đánh cá trắng thì tầm khoảng 6 tiếng nhá. Đánh cá trắng đi đánh cá trắng cá ở sâu này. Và anh em đánh tổng hợp rô phi cá trắng thì đi được tầm khoảng 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng bình 150 nhá. Mình thử anh em nghe tiếng máy nhá. Đây nha. Đằng trước của nó là sẽ có công tắc áp cao áp thấp này và đây là công tắc 3 chế độ này. Mình thử anh em nghe tiếng máy này, thử nhá. Đây, thử nhá. Đấy. Mình đang tải đây, đóng cửa lại. Mình đang tải tổng cộng là 2200W nhá. Đấy. Tăng áp này, mình tăng dần số này. Đấy, cho anh em nghe tiếng máy nhá. Đấy. Cực kỳ chất lượng luôn. Bao cá nổi đẹp cho anh em nhá. Máy có chế độ cả thả cá ra trơn này, thả cá ra trơn nhá, thả cáp cá ra trơn, nhưng mà anh em kéo cáp nhỏ thôi. Còn kéo cáp to thì nó nặng tải, những cái con máy nhỏ này thì nó sẽ không chịu được dây cáp tải lớn nhá, nó chỉ kéo cáp tải nhỏ thôi, thử nhá. Đấy, rất ok nhá. Đấy, chuyển này. Đấy. Báo phê cho anh em. Chuyển tiếp chế độ nước lì này. Đấy, 3 chế độ nha anh em nhá. Tiếng máy cực kỳ đanh. Đây mình đậy nắp lại, mình thử cho anh em nghe tiếng máy nhá. Đấy, mẫu này thì bên mình bán rất là chạy. Đấy, được nhiều anh em ủng hộ lắm. Đấy, đậy nắp lại tiếng máy nó rất là đanh nhá. Nó có cái hộp nó cộng hưởng âm thanh nữa nên là tiếng nó rất là đanh. Đây, chuyển sang chế độ đánh tổng hợp nhé. Đấy, đánh cá trắng. Bao phê cho anh em nhé. Thì anh em nào có nhu cầu mua máy đánh thuyền tầm trung mà tiết kiệm điện, mà đánh cực kỳ ngon và hiệu quả nhé. Mình đảm bảo anh em là đánh tất cả các nguồn nước, nước lợ nhẹ này, nước ngọt và nước bẩn, đánh được hết cái dòng đại bàng trắng này, đánh cực kỳ phê luôn. Đấy. Bao ngon cho anh em nhá. Anh em nào mà đánh mà cảm thấy không ưng thì có thể liên hệ bên em cho đổi trả, nhưng em sẽ trừ khấu hao máy nhẹ nhá. Anh em giữ mới giúp em nhá. Đấy. Ok các anh nhá.